Hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại đối với kênh YouTube của MMO Official. Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn một cái kèo Europe trên cái sàn Hobby. Đó, và bạn nào mà chưa có tài khoản tại cái sàn Hobby ấy thì mình cũng sẽ để cho các bạn cái đường link đăng ký bên dưới phần mô tả của video này. Và sẽ đăng ký cho mình một cái tài khoản tại cái sàn Hobby Global nhé. Đây là một cái sàn khá là lớn trên những cái thị trường giao dịch về coin tiền điện tử, thì nó đang có một kèo Europe. Một người may mắn nhất sẽ nhận cho mình là 1.000 đô và 100 người may mắn còn lại thì sẽ nhận cho mình là 50 đô một người nhé. Đó, thì đây là một kèo gọi là random thôi, khá là ngon. Bạn nào mà chưa làm thì chúng ta hãy làm kèo này cho mình nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi follow Twitter của họ. Chọn cho mình là nút follow. Tại đây thì bạn sẽ chọn cho mình là nút theo dõi. Đó. Chọn cho mình là continue. Tiếp theo là follow Twitter này. Chọn cho mình là nút follow. Chọn cho mình là ô theo dõi. Chúng ta sẽ đi theo dõi tài khoản Hobby Global. Continue này. Tiếp theo là request Hobby Global trên Twitter. Tại đây thì bạn sẽ chọn cho mình là nút request. Ok, tại đây thì bạn sẽ chọn cho mình là nút tweet lại. Sau đó bạn thả tim cho mình nhé. Ở đây bạn chọn cho mình là continue. Đó, xong rồi. Tiếp theo là mời bạn bè. Thì mình có sẽ để cái đường link đăng ký bên dưới phần mô tả video này nhé. Tiếp theo đó chính là nhập cho mình là cái UID của Hobby. Thì đầu tiên bạn sẽ cần phải đăng ký cho mình một tài khoản Hobby nhé. Mình sẽ để cho các bạn cái đường link đăng ký tài khoản này bên dưới phần mô tả của video. Tiếp theo thì bạn sẽ chọn cho mình vào phần hình người. Tại đây thì bạn chọn cho mình là tài khoản và bảo mật. Tại cái phần này thì bạn sẽ copy cho mình cái UID, chọn cho mình là sao chép. Tiếp theo chúng ta sẽ đi paste cái ID của bạn vào đây. Đó, chọn cho mình là continue. Bạn lưu ý này, cái phần này cực quan trọng bởi vì sau này nó sẽ trả tiền về cái tài khoản Hobby Global của bạn đấy nhá. Tiếp theo đó chính là đăng ký tài khoản tại đây. Thì cái phần này chọn cho mình là sign up này. Không cần thiết bởi vì mình sẽ cung cấp cho bạn một cái đường link. Đó, ok. Cuối cùng là đường link tuyển rep thôi. Đó, mình sẽ cho các bạn cái đường link này dẫn thẳng đến cái trang Europe và một đường link sẽ dẫn thẳng đến cái con Hobby Global để bạn tạo tài khoản tại đây nhé. Ok, một người may mắn nhất sẽ nhận được 1.000 đô và 100 người may mắn tiếp theo sẽ nhận cho mình là 50 đô. Đây là kèo random nhé. Đó, rất là ngon từ cái kèo này. Rồi ok, thì mình cũng xin kết thúc video tại đây thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.